Wow, bữa nay mình sẽ mua tôm nữa nha bạn. Tôm ở đây mua là mình đi mua ngay chỗ cái xe nó chạy đó nha bạn. Tôm siêu rẻ luôn, siêu rẻ siêu ngon. Ngon siêu rẻ. Ngon có dục gì dục nào bỏ vô bọc rồi đàng hoàng hấp, tôi sẽ hấp cả em. Cả nhà các bạn thì bữa nay Thiên sẽ ăn củ tiếu nha, củ tiếu tôm với thịt bằm đó, tôm quá sắc tôm cả nhà bạn ơi. Thì củ tiếu thì Thiên nấu với bằm và tôm cả nhà bạn, còn rau á thì rau cần ha và xà lách, không thiếu nữa là giá. Còn đây là nước chấm, nước chấm hải sản siêu ngon cả nhà bạn. Bây giờ Thi mời cả nhà các bạn ăn cùng Thi ha. Tôm nè, tôm mình lột ra nó ngon lắm cả nhà bạn. Chỗ này không phải là con ruồi bằng đen, con này là con muỗi. Đây Thi lột ra nè, mời cả nhà các bạn ăn cùng Thi nha. Ăn miếng tôm trước đi. Tôm chấm nước chấm hải sản ngon bá cháy cả nhà bạn, không quá sẽ ngon. Ngon quá, nóng quá. Còn đây là thịt bằm, bằm chấm nước hải sản luôn, siêu vàng, cay thơm ngon với nhau không? Không không ăn muối cái là rất ngon. Để ăn nha. Nào đi đó, ở gần cái chỗ mà nó dựa tôm đó nha bà, nó chở tôm từ nước mặn á, nó chở về có nhà bà, chở lần xe tải không mình mua ha, có mấy chục ngàn ký à, tôm sống nhảy sôi sói luôn. Đấy nè, lúc nào cũng có món tôm ngon quá. Rồi thật. Cái tôm này đáng lẽ là thằng nhóc nó ăn mà nó không ăn, mình ăn cái nhà các bạn. Ngon quá. Tôm siêu chắc. Nhỏ mà nó cứng lắm, là gặp dữ lắm đó nha bạn. Ăn quá là gì, ú ú ì mập luôn. Biến ra lột lâu thời gian đó nha mình, lột sẵn. Ngon. Nước rất ngon.
phải băm nhiều quá cũng ngán. Đó, nhiều cao quá nhập ăn. Bữa nay mình qua con đêm mà mũi chứ không có mùi. Ăn bắp nước nướng biết là hành trái bắp nướng. Em bắp nướng hoài luôn. Cơm mới ngạo bà. Mình mua nhiều đó. Mình ăn hết mình luộc đại. Bỏ tủ lạnh. Nó không mắc thịt. Rồi mình muốn chế biến món món gì mình làm. Nấu canh hoặc là mình nướng lại. Hoặc là mình lột ra mình làm gỏi. Dễ. Dễ ăn. Hồi đó thì không biết mua về để ăn hết rồi bỏ nguyên đi tủ lạnh, chừng nào ăn cái gì chế biến không ngon. Bây giờ mình biết rồi. Mình luộc sẵn. Trời ơi, nó no. Nó no. No quá sáng no. Mấy con thịt này ăn thật là ngán luôn nha bà. Bây giờ thì sẽ kết thúc cái video nha các nhà bạn. Mời các bạn ăn thêm cái bắp nướng cùng Thi nữa nha. Bắp nướng mà ha. Đang Thi kết thúc cái video. Rồi để mỡ vô ngon ngon bọc. Ăn hai cái bắp này ha. Ăn thêm mấy con tôm nữa. Bụng dạo nào mà chịu nổi. Thì cái video thì đến đây cũng kết thúc nha cả nhà bạn. Thì xin bye bye cả nhà bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn vào cái video sau. Nếu mà nhà các bạn có xem cái video gì mới thì hãy nhớ bấm nút đăng ký kênh để xem hộ Thi nha. Và đừng quên bấm cái chuông để mỗi khi Thi ra video mới nha cả nhà bạn. Bye bye, hẹn gặp lại. Bye.